Trong hành trình khám phá những làng nghề truyền thống trên đất Bình Dương, diễn viên Anh Tú đã có dịp tìm hiểu về nghệ thuật điêu khắc gỗ, một nghề thủ công đã có hơn 200 năm tồn tại. Hãy cùng đón xem Việt Nam Mến Yêu vào lúc 19h50 thứ Bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2022, để không bỏ lỡ những câu chuyện thú vị về làng nghề này nhé!